chương cuối, nhưng mà mình cùng xem lại cái câu 9 và câu 10 của chương 11, tại vì hai cái câu này nó lại bắt đầu nó liên tục với chương 12, nên chúng ta xem lại hai cái câu này. Với kẻ trẻ kia hay vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi để mà đoán xét. Vậy khá giải sâu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì thanh xuân là sự hư không mà thôi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói phán rằng ấy là đến ngày phán xét ấy thì người ta sẽ khai ra mọi lời hư không. Thì cái chữ hư không này ấy, thì nó có một cái ý nghĩa nó khác cái ý nghĩa ở đây ấy. Matthew 12 câu 36, cái chữ hư không ở đây mà Chúa Giêsu ngài nói là người ta khai ra mọi, đến ngày phán xét thì người ta sẽ khai ra mọi điều lời hư không ấy. Thì đó là cái chữ nguyên gốc là rhema. Rhema mà cái người dịch thế nào lại dịch tìm ra cái chữ hư không là nó cũng hay. Tức là liên hệ đến đây ấy, là Salomon nói rằng ấy, đời tuổi trẻ là có hư không nhưng mà đều phải trầu hết, sau này đều phải khai trình, hoặc có người lãnh hậu quả ngay, hoặc có người về sau, nó đều có hết. Cho nên nó hư không nhưng mà nó không hư. Đến ngày phán xét người ta khai ra mọi lời rhema, cho nên ấy, đời có tối, nhưng mà nếu mà mình tối, đời có buồn, đời có khổ, đời có bẩn, đời có hèn, đời có tục tĩu, mà mình có là sen hay không? Tôi dùng, xin phép được dùng chữ ảnh đấy. Sen này không phải là hình ảnh của đạo Phật nha. Sen là tạo vật Chúa làm nên. Tạo vật Chúa làm nên. Đừng có nghe rồi hình liên hệ đến cái này cũng giống ấy. Không giống nhau ha, các tôn giáo giống nhau, không có chuyện đó. Mỗi người có một cha một mẹ thôi. Có một cha một mẹ, một dòng máu đẻ ra. Thì sao? Thì đây này. Đó là những cái sự hư không. Những sự hư không. Và chúng ta cùng nhau xem ở đây. Ngay khi còn trẻ, chúng ta hãy nhớ rằng một ngày nào đó, sự phán xét cũng sẽ đến, mà ông bà chúng ta thường nói là chầu trời đấy, chầu trời, chứ không chầu Diêm Vương nha. Chầu Diêm Vương là thôi, coi như là bến cuối, hết hy vọng. Có lẽ điều này lập luận rằng ấy, bây giờ Salomon đã nhìn lại những ngày còn trẻ, trước kia là ông có cái tiền đề dưới mặt trời, nó ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của ông. Ông hy vọng điều tốt hơn cho những người còn trẻ tuổi, cho hậu thế. Một nhà bình luận kinh thánh là Morgan nói rằng trong phần cuối của cuốn sách, bắt đầu từ truyền đạo 11 câu 9, từ câu 9 trở đi ấy, thì ông nói rằng là chữ đầu tiên của nó giống như chữ đầu tiên trong tuyên ngôn của nhà vua vào những ngày sau đó, cho biết ý nghĩ và ước muốn thực sự của Đức Chúa Trời đối với con người. Hai chấm, hãy vui vẻ lên. Chúa muốn đó là hãy vui vẻ lên. Đây là một trong những cái dot nha. Tại vì trong truyền đạo chương 12 này là giống như dot. Dot là một cái loại gai nó dài mà nó đâm đến đâu nó thấu đến đó, thấu đến tận xương luôn. Dot gọi là đâm đến đâu là dính đến đó. Đấy. Cho nên cái chữ hãy vui vẻ lên ấy, làm sao để cho mình nhớ được, đừng có quên những lúc buồn, những lúc mà không vui. Và cái niềm vui này ấy nó từ cái giếng nó trào ra. Điều này cũng chỉ ra rằng thì nó sẽ tự nhiên, từ giếng nước tôi trào ra nó sẽ tự nhiên. Người đàn bà khi mà Chúa phán bảo rằng người ta, người đang nói với người đây chính là đấng đó, người đàn bà Samari ấy, bà nhảy lên, nó giống như là chim bay vào trong thành vậy đó. Tôi có thể dùng cái chữ hình ảnh đó. Bà nói mọi người ơi, đấy, cái niềm vui của bà nó từ trong ra. Mọi người thấy bảo lạ bà này, mọi lần thấy tránh mà bây giờ hôm nay lại nhìn thẳng vào mắt mình nhá. Tại vì sao? Từ trong lòng của bà đó. Còn khi mà không có, mà chúng ta cố tình mà nhìn thẳng vào mắt ấy, chúng ta biết rằng có sự gượng gạo mà không có cái sự mà hậu thuẫn của Chúa đấy, chúng ta cố sức thì thấy nó vô duyên lắm, thấy nó có điều gì nữa, nó gắng gượng, tập giết rồi cũng được, nhưng mây không nước, như mặt hồ không nước. Nhưng mà đây bà ấy, mọi người ơi, cái niềm vui ấy, tôi đang nói về cái niềm vui, đang nói về cái nguồn suối để cho chúng ta biết, chúng ta không có đi theo cái hình thức, không đi theo một cái bài tâm lý, một bài truyền cảm hứng, một bài dạy về sống tích cực. Không có gì sai nhé, về công cụ không gì sai. Cần học cách mài dao, cần học cách bảo quản.
đó không phải là Chúa của mình. Nó chỉ ra rằng ấy, trong kết luận của mình ấy, Salomon thấy rõ rằng tuổi trẻ, mặc dầu không dừng lại ở đó, có một vị trí trong những thú vui và thỏa mãn chính đáng của cuộc sống. Có nghĩa là những cái thú vui và những cái thỏa mãn nó được chính đáng, nó được phép, chứ không phải là ép, không phải là bỏ. Nếu ý nghĩa của cuộc sống không được tìm thấy trong khi đeo đuổi niềm vui, như trong Truyền Đạo chương 2, câu 10-11, ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng không cấm điều gì lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta, là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, sự lao khổ mình đã chịu để làm nó, thì mọi điều đó là hư không và theo luồng gió thổi. Tức là nếu những cuộc sống mà không được tìm thấy khi đeo đuổi cái niềm vui ấy, thì nó cũng không được tìm thấy trong sự khắc khổ, trong sự khắc khổ và sự từ bỏ bản thân vì cái mục đích đi tìm chân lý. Nếu như chúng ta chấp nhận sự thật của những ý tưởng sau đây ấy, rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì chúng ta có thể thấy, rằng có một sự đời đời và một Đức Chúa Trời vĩnh hằng mà chúng ta cần phải tính đến, thì những thú vui chính đáng của cuộc sống có thể được tận hưởng theo cái ý nghĩa tốt nhất, có nghĩa là nó được thỏa lòng, thỏa mãn ấy. Người ta không cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong những thú vui đó, mà chỉ đơn giản những sự vui vẻ đó là một chút gia vị tốt cho cuộc sống, được tìm thấy ý nghĩa của nó khi mà đối tượng ấy, khi mà chúng ta biết được mục đích sống ở trong sự đời đời, ở trong Đức Chúa Trời đời đời. Chúng ta biết mình có sự sống đời đời, chúng ta biết cái nơi mình đi đâu, chúng ta biết cái cây ấy là nó đổ về hướng nam hay hướng bắc, nó đổ về hướng nào, chúng ta biết ấy, sau khi qua đời mình sẽ đi về đâu, mình sẽ đi về đâu. Thì sao? Thì khi có cái đó rồi thì cuộc sống nó trở nên vui vẻ lắm, vui vẻ lắm. Cuộc sống nó, mình thấy cái niềm vui nó không phải là vui giống như Chúa Giêsu nói, khốn cho các ngươi là những kẻ vui sau sẽ buồn, những kẻ cười sau sẽ khóc. Đó là chỉ có vui vẻ dưới mặt trời và đời này thôi, không biết ý nghĩa của bên kia, của đời sau. Đời chứ không phải là kiếp nhá, không phải là kiếp nhá. Kiếp có nghĩa là gì? Kiếp có nghĩa là không có thoát kiếp. Kiếp có nghĩa là khi chết ấy, rồi sang kiếp khác. Có nghĩa là kiếp con, kiếp trâu, kiếp ngựa, kiếp người, kiếp ruồi, kiếp mũi, kiếp kiến. Đấy, kiếp ấy, không phải là, cái này không phải. Đời sau ấy, đời ở đây không phải là kiếp. Để cho chúng ta được rõ nhé, chứ đừng bảo là đấy, à, nó giống giống, không hề giống chút nào. Khác nhau về chất lượng, căn bản lắm. Kiếp ấy là nói về sự mà không có Thượng Đế ở trong đó, cho nên mới kiếp. Còn có Đức Chúa Trời đời đời. Đấy, thì chúng ta rõ. Trong tâm trí, trích dẫn của Kitner này, trong tâm trí này giờ đây chúng ta có thể hướng tới những sự vui vẻ của cuộc sống. Trong tâm trạng này hay là trong cái tinh thần đó, không phải là như thể chúng ta dùng thuốc phiện để trấn an mình, mà như một số kẻ vu khống nói như vậy, đó là tôn giáo là thuốc phiện, không có. Chúng ta biết chắc chắn thì điều đó, biết chắc chắn mình trở lại. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ những cái sự mà chúng ta tin Chúa như thế nào. Tin Chúa vì sao lại tin? Vì sao lại mình biết rằng có sự đời đời, có Đức Chúa Trời đời đời? Khi nhìn vào thiên nhiên, nhìn vào vũ trụ, nhìn vào con người, nhìn vào muôn vật, trong lương tâm của con người, chúng ta biết có Đức Chúa Trời, không thể chối cãi được. Và dân tộc nào cũng đều có câu cửa miệng là kêu trời ấy. Tức là những cái đó chúng ta cần bám vào. Còn nếu không ấy, nếu không có những cái đó thì chúng ta dễ bị những cái câu gọi là thúc độc mà nói rằng ấy, tôn giáo là thúc phiện, tin Chúa là để trấn an, là một sự liều thuốc an thần để đi qua cuộc đời khổ ải này. Đấy, đấy là một giọng của ma quỷ. Và những cái sự Antichrist ấy, những cái tinh thần Antichrist nó cũng nói những cái câu như vậy. Loại tuyệt đối Đức Chúa Trời ra. Loại tuyệt đối Đức Chúa Trời ra. Chỉ có cho phép kiếp thôi, chứ còn đời thì, đời đời thì không có. Cái đấy là cái Antichrist. Yeah. Các Mác nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Còn chúng ta khi biết được Đức Chúa Trời đời đời thì Ngài ban cho cái món quà niềm vui của Chúa là sức lực cho chúng ta. Đơn giản, khi mà chúng ta đừng có, không có ở đâu có niềm vui thật mà mua. Chúng ta mơ, có ai mơ thấy, tôi thỉnh thoảng mà tôi trước đây lâu lắm cũng có những cái giấc mơ mà nhiều khi mình ăn cái gì cuối cùng tưởng ăn ngon lắm, ăn thì trong miệng nó toàn cát thôi. Mà một số người khác cũng thế, dậy ăn năn với Chúa, Chúa ơi xin tha tội bởi vì đó con đã mơ thấy và bởi vì nó sự ô uế những cái sự này sự kia. Ở đây tôi muốn đưa một hình ảnh đấy, tôi muốn nói rằng là có nhiều khi ấy, chúng ta tưởng trong đời này có nhiều cái để mua, gọi là mua vui đấy.
Nhưng mà cái vui đấy sau nó biến thành cái mùi đắng và chát, nó trống rỗng và trống trải, trống rỗng và trống trải. Những người khi họ qua đời mà họ tổng kết lại cả cái kinh nghiệm ấy, thì mặc dầu đời có vui, có tươi, có lên đỉnh cao ấy, nhưng mà rồi về cuối đời mà có khi nó có những cái trạng thái trống trải đến kinh hoàng, không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi, không thể chịu đựng nổi. Cho nên niềm vui thật ấy, là nó từ nơi Chúa, từ nơi Đức Chúa Trời. Rab là một giáo viên người Do Thái vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã nhận xét con người sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì anh ta thấy và không vui thích. Chịu trách nhiệm về tất cả những gì anh ta thấy và không vui thích. Mua lá vàng này, chả có để ý cái gì hết. Mệt quá ông này, mệt. Thấy một ngọn cỏ, ông ấy, ôi mệt quá bơ phờ. Đấy, lúc nào ông cúi. Thấy một vệt trời xanh, thấy một tiếng chim kêu, hoặc là thấy một làn gió man mát. Dùng cái chữ nó gọi là thơ ca một tí. Mình chả thấy cái gì hết. Covid tuần sau là bắt đầu cách ly rồi. Cách ly thì mặc cách ly. Cái đấy gọi là cái sự tận hưởng. Cái này nó chỉ đến từ bên trong một tấm lòng khỏe mạnh. Một tấm lòng khỏe mạnh thì thưởng thức được những cái điều nó làm cho mình vui thích. Và đó là những sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn ấy là những hình ảnh của Ngài. Có phải chúng ta mang hình ảnh của Chúa không? Thì Ngài muốn rằng ấy là chúng ta có khen không? Ngài muốn rằng ấy là tạo vật của Ngài có yêu thích không? Mọi người đều phản đối hết. Mọi người đều ở dưới mặt trời này, bị chèn ép, bị mọi cái, bị ép ra mỡ, vân vân, bị kêu oai oái. Ngài muốn có cái sự phản ảnh, cái sự ca ngợi, sự tôn vinh. Đó là cái ý nghĩa, là ý nghĩa cái câu này. Nên ở đây cái câu này cho chúng ta ý thức được, cho chúng ta ý thức được. Hãy đi theo đường lòng mình. Ở đây câu này, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Tại đây nhà truyền đạo đi đến câu trả lời cho tiền đề của ông và cho sách của ông. Đó là người ta có thể sống theo trái tim và theo những gì họ thấy. Nhưng họ không nên nghĩ rằng trái tim hay đôi mắt của chính họ sẽ là người phán xét họ. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời, đấng sẽ đem tất cả cuộc sống và công việc của bạn ra phán xét. Hay có thể nói một cách khác, câu này hiểu ấy, đó là đừng để cho những cái xung quanh định nghĩa mình. Chính Chúa gọi chúng ta là ai thì chúng ta là người đó. Chúng ta đừng để cho xung quanh làm cho mình theo cái khuôn của họ, theo cái khuôn của họ. Mà bởi vì, nhưng mà nó cái này ở dưới trời thì nó không có được. Và đây là lý do về sự căng thẳng, về sự chèn ép, về sự trầm cảm, depression ấy, về đây là lý do thuộc linh của sự trầm cảm. Và lý do ngày nay, đặc biệt là sau Covid, người ta đánh giá thống kê về tự sát, đặc biệt là trong lớp trẻ, lại tăng lên. Ở Nhật tăng, Hàn Quốc thì trước đây đã có rồi, nhưng lại tăng nhiều. Bởi vì không thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Không thấy được ý nghĩa cuộc sống. Ý nghĩa cuộc sống không thể tìm được ở dưới trời này. Không thể tìm được ở dưới trời này. Mà ở nơi đấng tạo dựng nên mọi sự dưới trời và trên trời này. Có một Đức Chúa Trời ở trên trời, đấng sẽ đem tất cả cuộc sống và công việc của mỗi chúng ta ra phân xử, ra xét xử. Trích dẫn của Dean, tuyên bố ngắn gọn, vì con người ta không biết gì nhiều hơn là thực tế và không thể thêm gì vào đó. Con người không biết gì hơn về thực tế và con người cũng không thể thêm gì. Nói ngắn gọn nó là như vậy. Đây là thuốc giải độc và phản đề của tiền đề ở dưới mặt trời. Đó là Chúa ở trên trời. Đó là đấng ở trên trời đấy. Cuộc sống không chỉ được sống cho đời này mà còn cho sự đời đời. Biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đó là làm lành gặp lành, rất là hoàn hảo. Chính Ngài là đấng sẽ đưa bạn ra phán xét. Theo nghĩa đen ấy, thì Salomon nói về sự phán xét, đề cập đến trách nhiệm giải trình to lớn của chúng ta ở trước Đức Chúa Trời. Thì nhắc lại nhé, đó là Salomon ấy nói về sau đó ấy, có sự giải trình, mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm đó, giải trình đối với Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là những việc mà mình làm trong công khai, công đường hay là nơi kín nhiệm. Hoạt động xét xử, sự phán xét của Ngài không phải là kiểu thiếu nữ bịt mắt, cầm cân trong tay,
chúng ta có thấy là ở đây ấy, phương Tây họ có cái hình là người người phụ nữ cầm cái cân, tay trong cầm cái kiếm, một tay cầm cái cân và mắt thì bịt không? Đó là gọi là phụ nữ, người người nữ của sự xét xử công bình ấy, của sự công bình, của sự phán xét, biểu tượng cho sự phân xử công minh, biểu tượng cho sự phân xử công minh. Tôi mới xem ấy, lại tại sao lại bịt mắt. Cái lý do bịt mắt ấy, trong Wiki thì họ giải thích rằng ấy, là để đừng có thiên vị ai, để đừng có bênh ai, cho nên là bịt mắt. Còn mình bảo tại sao nó lại bịt mắt, bịt mắt thì còn thấy gì nữa là công lý nữa. Thì cái cách phán xử, phán xét của Chúa đấy không phải là giống như kiểu thiếu nữ bịt mắt cầm cân ở trong tay. Đấy, là câu chuyện như vậy. Cũng không phải nó hoàn toàn, nó là trung lập lạnh lùng của một thẩm phán công bằng, không cảm xúc, không cảm giác. Mà là một năng lượng tiêu hao của Đức Chúa Trời. Tại sao năng lượng tiêu hao? Chính Chúa Ngài đã đến và Ngài đã xả thân cho chúng ta. Mà Đức Chúa Trời đã mang lại sự công bình cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu Christ, Ngài phải đến. Một sự dự báo tiên tri. Và chính cái đó nó làm cho mọi thứ nó trở nên ý nghĩa hơn. Đây chính là thuốc giải độc và là nó là phản đề của những cái ở dưới mặt trời. Vì vậy cho nên có một kẻ thù là Antichrist, nó đến, nó muốn tấn công cái điều này. Nó muốn cho mọi người bị bịt mắt hết. Chúa đời này làm mù mắt mọi người để không thấy sự vinh hiển chói lõi của vinh hiển của Đức Chúa Trời ở phía bên kia đám mây, phía bên kia tầng trời, phía bên kia mặt trời. Không thấy được cái điều này. Vậy hãy loại bỏ cái điều sầu muộn, loại bỏ sự buồn rợn, khá giải sầu. Cái này không phải cái chữ giải sầu, nó nghe nó giống như là uống rượu cho giải sầu, đi vui nó giải sầu, đi karaoke giải sầu, đi xem phim ảnh nó giải sầu. Không phải, cái này là phải loại bỏ một sự tích cực chứ không phải là thụ động. Ví dụ như là giải sầu là bị động, là thụ động nhá, là thụ động. Nhưng mà con này này phải loại bỏ sự buồn giận ra khỏi lòng ngươi, đừng giận dữ nữa, đừng có buồn và đừng có giận nữa. Loại nó ra, đừng có tìm cái khác để mà giải, mà là mình phải loại ra. Đó là tôi ném nó đi, tôi ném nó đi. Sống trong ánh sáng của sự vĩnh cửu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hy vọng cho cuộc sống này, không chỉ cho cuộc sống mai sau, và nó sẽ loại bỏ buồn giận của trái tim. Sứ đồ Phaolô viết cái viễn cảnh vĩnh cửu này đã xua tan tội, mọi cái nỗi buồn khổ khỏi lòng mình. Và sau đó đã viết rằng trong 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 8: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vì sao chúng ta cùng đọc Kinh Thánh với nhau? Vì sao chúng ta cùng cầu nguyện với nhau? Vì sao chúng ta đi thờ phượng vào cái ngày mà Chúa cho chúng ta được ấn định đi thờ phượng? Vì sao chúng ta có những cái nhóm nhỏ? Đó là vì gì? Để chúng ta được càng ngày càng rõ và chắc chắn, như đót, như là đinh đóng chặt, rằng ấy là có đời sau, có sự sống đời đời, có thiên đàng và có hỏa ngục, và có một niềm vui bất tận, có một quê hương trên trời mà Abraham ấy, Hebrew chương 11 nói rằng là hướng về cái quê hương đó. Cho nên coi tất cả mọi cái điều dưới đất này, nó là giống như là một chuyến du hành thôi, một chuyến đi thôi, khách lạ ở dưới đất thôi. Đó là lý do mà chúng ta tương giao với nhau, chúng ta cùng cầu thay cho nhau, cùng cầu thay cho nhau. Đó là lý do rằng có sự đời đời, có cái niềm vui bất tận đó ở trên trời, và rằng chúng ta được đồng ngồi với Đấng Christ tại các nơi trên trời. Hay là trong cái câu khác, để cho chúng ta thấy một cái câu này, câu nó nói ở phía ngược lại. Còn nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên là nếu mà tin Chúa mà không nhìn thấy Chúa, và chỉ có trong xác thịt, và chỉ về xác thịt bắt đầu muốn cho mình, cho tôi ấy. Yeah. Đức Giê-hô-va Gi-rê không phải cho tôi, cái bài hát đấy. Đức Giê-hô-va Gi-rê không phải cho tôi, mà là Ngài cứu để Chúa được vinh hiển. Chúa đã thề rằng ấy, khắp đất sẽ phải đầy dẫy vinh hiển Đức Giê-hô-va. Nên đó là cái niềm vui, Và sau đó hãy cất cái điều tai hại ra khỏi xác thịt ngươi, những cái điều ác ra khỏi xác thịt ngươi. Vì lúc thanh xuân và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Mà hư không có đẹp không? Rất là đẹp. Bóng bóng không? Rất là bóng bẫy. Sống trong ánh sáng đời đời và Đức Chúa Trời đời đời cũng là một động lực để sống một cuộc sống thánh khiết, tin kính trong những ngày của chúng ta ở trên đất. Chúng ta biết rằng điều tốt của chúng ta sẽ được đền đáp và ban phước không chỉ ở đời này,
mà còn ở đời sau. Như vậy thì khi mà chúng ta có Chúa, chúng ta cùng bước đi với Ngài, lời Chúa Giêsu hứa rằng ta này ta thường ở với các ngươi luôn từ nay cho đến ngày tận thế, đó là ở dưới trời hay trên trời. Từ nay cho đến ngày tận thế, đó là ở dưới mặt trời hay là trên trời. Mình tự trả lời. Vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Tiền đề dưới mặt trời, đó là gì? Tuổi thơ và tuổi trẻ là tất cả những gì quan trọng. Điều này không đúng khi chúng ta sống trong ánh sáng của sự vĩnh cửu và của Đức Chúa Trời vĩnh cửu. Đức Chúa Trời vĩnh cửu có nghĩa là ô, tuổi trẻ là nhất, tuổi trẻ là phải khám phá rồi phải thưởng ngoạn, phải tới luôn, vân vân, quay chừng. Và trong nếp nghĩ của gia đình, bố mẹ cần toát ra được cái mật mã này của truyền đạo, cần nhận lấy cái mật mã này của truyền đạo, cài vào trong cái chương trình của mình khi đọc Kinh Thánh, truyền lại cho con cái. Và đây gọi là cái mật mã này, tôi tạm gọi đó là một mẫu suy nghĩ của chúng ta. Đừng chỉ sống cho đời này, không chỉ sống cho đời này. Nhưng mà làm sao truyền đạt được ấy? Làm sao truyền đạt được một cái sự nóng bỏng, một cái sự cháy bỏng, cái ý nghĩa đó. Và cái chỗ này là trận chiến nó gay gắt nhất, nó nằm ngay tại chỗ này. Kẻ thù nó gay gắt nhất, nó làm ngay tại chỗ này. Vì tội lỗi gia tăng, tình yêu nguội dần. Nó đưa những cái đánh lạc hướng, đưa những cái giả vào để cho nhạt đi tình yêu của Chúa, nguội đi tình yêu của Chúa. Nó thắng không được bằng lực, nó dùng mưu, kẻ thù Antichrist. Cảm ơn Chúa. Khi mà nói hai cái đoạn này là chúng ta thấy trong vậy thì mình đi tiếp cái câu 1 nhé. Câu 1, bây giờ mới vào câu 1 đây này của chương 12. Tuyệt vời, chương này rất là tuyệt vời. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, ta không lấy làm vui lòng. Giá trị của việc ghi nhớ Đức Chúa Trời và cần phải ghi nhớ được rằng ấy, là trong tuổi trẻ cũng có sự đời đời, cũng có sự đời đời. Thường tuổi trẻ nghĩ rằng là mình sống mãi, mình trẻ mãi, mình sống đời, mình chả phải lo, chưa có gì phải lo. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Ý tưởng về đấng tạo hóa là quan trọng. Và đây là lần đầu tiên trong sách truyền đạo này đề cập đến Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tại điểm này, Salomon đã làm việc chăm chỉ để bỏ qua cho tới đây ấy, cho tới lúc này ấy, thì ông đã có đề cập đến rất nhiều khía cạnh, rất nhiều vấn đề, giống như là cái trò chơi mà cái xếp hình Cubic ấy hả, xoay bên này xoay bên kia ấy, rất nhiều khía cạnh, nhưng ông vẫn chưa đề cập về Đức Chúa Trời đời đời mà người ta phải chầu, người ta phải trình diện ở trong tương lai. Tuy nhiên ông cũng không, cho đến bây giờ ấy, ông vẫn chưa không có đề cập về rằng ấy, đó là có đấng tạo hóa đã tồn tại trước mình, đã tồn tại. Ông không có đề cập, ông chỉ đề cập trong cái phạm vi, cái paradigm của ông thôi. Trong cái nếp nghĩ, sự thiếu hiểu biết, tự áp đặt này làm giảm bớt cái ý thức về trách nhiệm trước đấng tạo hóa mà không thể chạy trốn được trong cái những cái ngày về cuộc sống mai sau. Ở đây cái chữ mà đấng tạo hóa đây nó ở trong thể số nhiều trong tiếng Do Thái cho thấy là Chúa là đấng oai nghi và quyền năng. Trong buổi thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa, tuổi trẻ thường bỏ qua nhiều nhất là thực tại vĩnh cửu và Đức Chúa Trời vĩnh cửu. Điều này nó là tự nhiên thôi, gọi là suy nghĩ của con trẻ. Nhưng thật đáng tiếc ở tuổi trẻ, đáng lẽ thì mình phải quan tâm nhiều nhất thì mới đúng. Nhưng ấy, thường ấy lại khó thuyết phục nhất rằng cuộc sống này, tuổi trẻ thường khó biết được một chân lý này này. Cuộc sống này chỉ là một khúc nhạc dạo đầu rất ngắn ngủi của một sự đời đời vô cùng tận, của một cõi vĩnh hằng vô cùng tận. Cuộc sống này chỉ là một khúc dạo đầu vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta là những khách lạ trên đất, chúng ta là những người khách ở trên đất. Vừa rồi tôi thấy hiện ra Đức Chúa Trời của chúng ta không những là Chúa của người mồ côi và góa bụa, nhưng còn có một câu ấy, Chúa nói rằng vì ta là Đức Chúa Trời của khách lạ, của kẻ mồ côi và của người góa bụa. À, như vậy là khách lạ là thêm là một, chứ không phải là chỉ mồ côi và góa bụa. Chúng ta ấy là khách lạ kép, mình là những người Việt đang sống ở nước ngoài, còn chúng ta là những người con cái Chúa, là khách lạ trên đất, khách lạ kép, khách lạ hai lần. Và cái chân lý này chúng ta cần nên biết, cần nên ghi nhớ và
nhắc, xin Chúa cho, để cho, bởi vì khi biết được cái điểm dừng này ấy, thì tuổi trẻ nó sẽ sống khôn ra, đỡ phải thiệt hại, sẽ khôn ra rất nhiều. Hôm nay tôi nghe cái điều mà thấy cũng đau lòng, trong cái lời họ nói, nhà thì ngập nước, và cái câu họ nói là ấy, đến nỗi cái hòm cũng phải treo lên. Hòm có người chết đấy. Hòm có người chết hả? Mà nó đau đớn vô cùng. Sao mà nó lại đau đớn vậy? Sao nó lại đau đớn như vậy? Nhà thì ngập. Và chỉ có một chút thôi. Khi mà tôi đếm 13 người tử nạn ấy, một tướng, 6 tá, 4 úy, 2 chiến sĩ, đâu có ai biết trước được. Đời ai biết được chữ ngờ. Như vậy, vậy thì tuổi trẻ, chúng ta có thể ai đó nhớ mình đã chết hụt đúng không? Có thể ai đó đã thập tử nhất sinh. Và những lúc như vậy, hãy dâng lên cái thầm tạ ơn Chúa. Nhưng nên đừng quên chúng ta là những người khách lạ ở trên đất này mà thôi. Chúng ta đang trong chuyến đi. Và khi nào chúng ta thu nhập những cái mảnh xếp hình, nó nằm trong chương trình mà Chúa dành cho chúng ta rồi. Những mảnh xếp hình này chúng ta lấy và chúng ta bắt đầu xếp lại. Và khi nó được xếp lại, chúng ta biết rằng như vậy là mình sống như thế này mới có ý nghĩa. Salomon ấy, ông đi suốt 11 chương là những cái mảnh vụn đó chưa thấy có ý nghĩa gì. Bây giờ mới bắt đầu đây này. Bắt đầu có ý nghĩa và ông liên hệ đến tuổi trẻ. Ông muốn giao cái tâm huyết này cho tuổi trẻ. Đó là đấng tạo hóa. Trước đó ông không nói về đấng tạo hóa nhé. Ông không nói về. Ông để đấng tạo hóa một bên. Ông chỉ luận về những cái về cái cách nhìn ở dưới mặt trời thôi. Đủ thứ chuyện, đủ thứ loại. Người nghèo, người đi ngựa, người đầy tớ, vân vân. Nhưng mà đây, còn cái chỗ này thì ông nói về cái điều này. Và cho đến khi ấy, được rõ ràng cái ý nghĩa đó, chúng ta là những người hãy hiện trên đất. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa người. Là như vậy. Adam Clark đã gợi ý một số điểm thực tế quan trọng cần rút ra từ lời khuyến khích là gì ạ? Bạn không phải là của riêng bạn. Bạn không có quyền cho chính mình. Chúa tạo ra bạn. Lại càng không có quyền tự sát. Thế là phạm luật. Ngài là đấng tạo hóa của bạn. Hãy nhớ đến Ngài. Hãy coi Ngài là đấng tạo hóa của bạn. Hãy nhớ đến Ngài trong lúc còn tuổi trẻ. Hãy sống cho ý nghĩa. Đừng bỏ qua mà dâng cho Chúa những điều đầu tiên, những điều tốt nhất. Và ông Trev thì khuyên rằng nhà truyền đạo ở đây ấy, là khuyên chúng ta hãy nhớ đến Chúa. Hãy thu lượm mana vào buổi sáng của đời mình để dâng hoa trái đầu mùa lên cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa chúng ta học hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Chúa cho chúng ta đi tiếp. Hôm nay thì có những cái điều tản mạn, có những cái điều mà nó để chúng ta liên hệ. Chúa cho chúng ta đi tiếp trong ngày mai. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện Ngài xin ban phước cho dân sự, xin ban phước cho mỗi chúng con. Chúng con kêu la, chúng con xin với Chúa. Cho những anh chị em của chúng con là những gia đình, xin cho họ trở thành mái ấm khi mà những mảnh xếp hình, khi mà chương trình của Chúa, khi mà ý muốn của Ngài, khi chúng con được cảm nhận được thương xót ban phước của Ngài, khi mà chúng con được ở trong thần của Ngài, thì như lời của Chúa phán rằng thần của Eli sẽ đến đem lòng con trở lại với cha, đem lòng người trở lại với nhau, có nghĩa rằng là không phải là chỉ sự làm hòa trong đời này mà đem niềm tin của bố mẹ, anh chị em đến cho những người kế tiếp, đem Chúa Jesus Christ đến cho thế gian này. Con cầu nguyện Chúa trong tuần tới bắt đầu có những sự thay đổi. Xin Chúa Ngài làm cho dân sự được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Con chưa biết như thế nào, nhưng mà Ngài là đấng. Ngài có thể biến đá trở thành con cái cho Abraham, rồi biến đá trở thành bánh. Ngài có thể làm được nhiều điều vô cùng tận. Có chi khó quá cho Đức Giê-hô-va chăng? Xin Chúa Ngài ban ơn cho dân sự anh chị em của chúng con. Sự bình an ở trên họ và sự sợ hãi, lo lắng, nó không có quyền. Xin Ngài ban ơn, Ngài cho được no lòng giữa nơi khô hạn lớn cho dân sự anh chị em. Và như suối nước không hề khô, như vườn năng tưới, như Isaac gieo mùa, gieo hạt trong xứ và trong năm đó được gặt mỗi phần hơn trong mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm tạ ơn cha. Hallelujah. Trên hết mọi sự thịnh vượng, trên hết mọi sự chăm lo, thì đó chính là sự Chúa ở cùng. Chúa Giêsu là tàu Noe của chúng con. Xin Chúa Giêsu là tàu Noe cho chúng con.